chiến dịch hưởng ứng giờ trái đất 2021 có chủ đề cuộc đua phát thải cân bằng và chạm tới thành công, lên tiếng vì thiên nhiên. Mở đầu là hoạt động khởi động ý nghĩa thiết thực như khánh thành và bàn giao công trình điện áp mái nhà sử dụng năng lượng mặt trời, trao tặng các trụ đèn năng lượng mặt trời, tổ chức đội hình tuyên truyền giờ trái đất. Trong khuôn khổ chiến dịch, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động hội thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền về thông điệp tuổi trẻ thành phố vì tương lai xanh. Chương trình đạp xe diễu hành sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 3 từ Nhà văn hóa Thanh niên đến Cần Giờ. Sự kiện tắt các thiết bị điện từ 20:30 đến 21:30 tại các khách sạn, trung tâm thương mại, các điểm cầu trên địa bàn thành phố.